Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Vua Đất TV. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ngay tại nút giao cầu Chà Và. Hôm nay thì mình thấy cũng có một số sự thay đổi, cũng như mình cũng muốn cập nhật toàn cảnh bằng livecam ở trên cao cho tất cả quý vị và các bạn thấy được hiện trạng mới nhất ngay tại cái nút giao này có hoàn thành 100% hay chưa, rồi cũng như là tình trạng xe gắn máy có còn chạy vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hay không. Rồi ngay tại vị trí này, các hạng mục lúc trước là chưa có làm xong, thế thì hôm nay là có hoàn thành hết chưa, mình sẽ cập nhật thật là chi tiết trong video này cho tất cả quý vị và các bạn được biết ha. Hiện tại thì mình đang lưu thông từ trạm thu phí hướng về cầu Chà Và. Thì một số anh chị cũng có hỏi mình là tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này có lắp trạm thu phí hay chưa, rồi chạy ngang đây thì bao nhiêu tiền. Thật sự mà nói thì cái mức phí bao nhiêu thì mình cũng chưa có nắm rõ chính xác nữa. Khi nào mà có trạm thì lúc đó mình sẽ trải nghiệm, mình chạy xe thực tế, lúc đó mình mới biết cái giá từng loại xe là như thế nào. Rồi hiện tại thì mình cũng thấy là chưa có lắp trạm anh chị, camera, hệ thống ETC thì mình cũng thấy là chưa có lắp gì cả, nên là có thể là trong tháng 10 này vẫn chưa có thu phí đâu. Có thể là khoảng tháng 11, tháng 12 thì chắc là mới tiến hành triển khai hệ thống thu phí tự động ETC mấy anh chị. Chứ bây giờ là mình vẫn còn chạy được miễn phí nha. Bây giờ thì mình đã di chuyển tới cầu Chà Và rồi. Hôm nay thì mình thấy là trên cầu Chà Và hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long, đi về thị xã Bình Minh đó, thì cũng có phân làn dành cho xe ô tô rồi cũng như là xe gắn máy riêng rồi mấy anh chị. Xe gắn máy thì có hệ thống biển báo là chỉ đi làn đường trong cùng bên tay phải và hai làn phía bên ngoài là quốc lộ 1A đó thì sẽ dành cho xe ô tô, mà giúp cho xe gắn máy không chạy lạc đường vào cao tốc. Mấy ngày gần đây thì từ khi mà gắn những cái biển báo rồi cũng như là hệ thống phân làn phía bên dưới mặt đường đó thì mình thấy là tình trạng xe gắn máy giảm đi rất là nhiều luôn. Chứ lúc trước thì mình thấy là mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm phương tiện chạy lạc vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, rất là nguy hiểm và tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông anh chị. Đó, thì bây giờ mình thấy là từ khi có cái phân làn này thì xe gắn máy thấy cái biển báo là sẽ đi theo đúng cái làn đường của mình, và lại ngay cái đầu cao tốc đó thì cũng có hệ thống biển báo là cấm xe gắn máy, xe thô sơ rồi những cái xe ba gác thì mình không có được vào cao tốc đó. Thì các anh cũng nhìn thêm cái biển báo nữa, lúc đó thì mình sẽ không có chạy lạc vào cao tốc. Còn một số anh chị mà lâu lâu mà mình mới chạy đi một lần thì tới ngay tại vị trí này thì sẽ bị lạc đường và bị rất là nhiều cái bỡ ngỡ, nhất là một số anh chị mà chưa lần nào đi, hồi đó đi thì cái đường khác mà bây giờ có cái cao tốc rồi, rất là nhiều hướng đi, rất là nhiều cái con đường thì không biết là đi đường nào, nên là cứ lây hoay chạy lạc đường vào cao tốc anh chị. Rồi lúc đó là có chốt chặn bảo vệ đó, thì các anh sẽ hướng dẫn chạy ra đó, thì mình thấy cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông, tại vì khi mà mình lên cao tốc rồi thì tốc độ rất là cao mấy anh chị. Ở đây là cái hướng đi về thị xã Bình Minh cũng như là đi về thành phố Vĩnh Long nè. Hướng rẽ phải là mình đi về thị xã Bình Minh, rồi hướng chiếc xe đỏ đang di chuyển đó là hướng đi về thành phố Vĩnh Long mấy anh chị. Ngay tại vị trí này thì cũng đã phân làn rồi, tất cả các hướng đi cũng đã điều chỉnh lại rồi, hướng xe máy hướng đi về Cần Thơ đó, đi về thị xã Bình Minh thì cũng đã thay đổi rồi mấy anh chị, nên là các cô chú anh chị khán giả nào mà đã biết cái hướng đi rồi và người thân của mình thì chuẩn bị đi cái tuyến đường này thì có thể là hướng dẫn cho người thân của mình đi cho chính xác ha, chứ mà chạy lạc đường mà chạy vào cao tốc như vậy thì rất là nguy hiểm luôn ạ. Trong video này thì mình sẽ quay toàn cảnh cái nút giao cầu Chà Và kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và quốc lộ 1A này nè, thì hiện trạng mới nhất hôm nay như thế nào, rồi lưu lượng xe qua đây ra sao, rồi cũng như là tình trạng xe gắn máy có còn diễn ra chạy vào cao tốc thì có còn diễn ra hay không, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn, các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video này với mình.